Rồi chào anh em nha. Nay em tiếp tục giao con M7000. Chào mấy anh khách về đi qua bên bên Cam làm việc nha anh em. M7000 cực đẹp anh em ơi. Đó. Xe mới tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị giao. Anh khách anh mua hồi ngày hôm qua mà anh về rồi nha anh em. Anh về trước rồi ở đây tụi em dọn. Hai vỏ mới luôn nha anh em. Mới cực đẹp, mùi bọng đầy đủ. Mấy chiếc xe này mình chở về đâu quên ta? À, giờ không ngửi nha anh em. Dắp dắp ganh với Cam nha. Cái này là ảnh nhà anh bên bên đây rồi ảnh mua về cái anh đem vào Cam anh chạy. Cực đẹp luôn nha anh em. Mùi zin luôn. Xe là cực đẹp, M7000. Giờ chuẩn bị chờ xe tải chạy lại là lên xe nha nè. Mấy dòng M7000 này là bền lâu nè. Xe đời cổ, bên cơ số cơ tất cả đều cơ hết. Thay vỏ cái móc số 7 nha anh em. 30 mâm 30 zin. Xe cực đẹp. Rồi, có tặng cho ảnh thì một cây đòn dông. Cây này cây đòn dông mới nha anh em. Quá đẹp anh em ơi. Đó. Vỏ đầu thì vỏ zin nha anh em. Anh khách này về chắc anh độ vỏ đầu á, anh không có thay vỏ đầu. Chỉ thay vỏ sau thôi. M7000. Xe nhìn rất là ngầu nha anh em. Quay từ xa nè. Đó, quay từ xa nhìn rất là ngầu luôn. Cực ngầu luôn. Đó là quay nè, nó nhìn vậy nè, nhìn xe mà quay cỡ này nè. Nhìn nó ngầu ghê luôn anh em. Bắt cái mùi zin vô nhìn xe nó cứng. Giờ quay bên hông. Đó anh tài xế xe tải là quen thuộc nha. Giờ anh đang đo có vướng xe tải không ạ. Cực ngầu luôn. Đây. Quá đẹp. Rồi anh em có cần M7000 hay là 5000, 6000 thì cứ liên hệ cửa hàng em. Xe rất là nhiều. Cứ cần liên hệ cửa hàng em nha. Xe còn nhiều lắm đây, nhiều một bãi xe luôn. 5000, 6000, 7000 còn rất là nhiều nha anh em. Anh em có cần thì cứ liên hệ cửa hàng, cứ vô mà là lựa thôi. Rồi, chào anh em nha.